năng ba ri ha ran tu đúc khắc bát ta cha nít đúc khà pha dắt bát ta cha nếp pha già sô khắp bát ta cha nít sô ca hồn tu sắp bề bi ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng anh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, bây giờ xin đạo tràng cùng với con đọc tắt bạc để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phàn tê quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng rạc kha na tha gia ti sa ra nề na sa bành cha si la ni ya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng rắc kha na tha gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hoa đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thằng Saranang Gacchami, Thâm mạng Saranang Gacchami, Sang khẳng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi. Đu ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi. Đu ti dầm bi sang khẳng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì,
Tati yambi buddhang saranang gacchami. Tati yambi thammang saranang gacchami. Tati yambi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê so mít cha cha ra quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha ba ma da tha na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chúng con cố gắng thọ trì giới luật và giữ gìn trong sạch, không để lắm nhơ. Uttamang ghe na hoành đề hằng bà đá bằng sâm qua Uttamang Bút thệ vô khá lý tổ đô sô bút thô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô hỷ phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoành đề hằng thăm mạnh cha đô quy thằng qua rằng thăm mẹ vô khá lý tô đô sô thâm mồ kha ma tu tăng ma mằng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoành đề hằng sang khành cha đô quy đô ta mằng sang khệ vô khá lý tổ đô sô sang khổ khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con thấy Ngài đã vào đạo tràng rồi. Con xin dâng mít đến Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài.
Dạ. Dạ, con xin hỏi hướng chư thiên. A ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Quân nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rạc gần tu xa xa năng. A ca sát tha chấp phùng mát tha đê hoa na ga mất thi ca. Quân nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rạc gần tu nô ga rù. A ca sát tha chấp phùng mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô a nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phùng mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô a nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu ba ni nô a ca sát tha chấp phùng mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô a nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ. An vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thụ đạo màu. Tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chi sa la cam mang cạch tắp bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô ạc thi dê cha sát ta sanh nhi nô ca tăng quỳnh nhã phá lăng mây hằng sập bê phá ghi phá quanh tu tê về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng buồn nhã phá lăng ma già về cha ta ta na cha nan ti đề hoa ganh toa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hê tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phàm tu ma ma về ta xa. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được hà hưởng an phước có hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin tùng thiện chủng đền hầu mạch ngay có người làm phước được đại dạ con xin sám hối lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng xin sám hối chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng dạ con xin đọc bài kinh từ bi ạ. Karani yamatha kusale na yang tang sang tang ba đằng afi samai cha sắc khổ chu cha su chu cha su wa jo cha sa mu do anati ma ni sang tu sắc khổ cha su pha ro cha ba kích jo cha san rau ca vất ti sang tình ri jo chani ba cô chấp ba ga phô cu lê su ananu gít thô na cha quýt đằng sa ma cha rê kinh chi về na huynh nhu ba rê u ba quá đầy dùng su khi nô wa khê mi nô hồn tu sắp bê sắp ta pha hoàn tu su thi tắp ta về kê chi ba na phu tắp ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa sê sa
đi ca qua về ma anh ta qua mắt chi ma ra sa ca nu ca thù la địch tha qua về qua địch tha về qua đù rê qua sàn tí a quy đù rê phù ta qua sắm phá quê si qua sắp bê sẵn ta phá hoàn tu su khi tắt ta na ba rô ba rằng ni khúc bề tha nhà ti mình nhầy tha cách tha chi năng kinh chi cành chi già rô sa na ba ti kha sẵn nhà nành nhà mình nhà sa đục ca mịch chầy nhà ma ta giác thà ni dằn bút tăng a du sa e ca bút ta ma nô rắc kê e quầm bi sắp ba phù tê su ma na sang pha quá dê a ba ri ma năng mét tình cha sắp ba lô cạch mình ma na sang pha quá dê a ba ri ma năng út thằng a thô cha tê ri dân cha a sâm ba thằng a quê răng a sa bạch tăng tích thành cha rằng ni sinh nô qua sa già nô qua già qua tát sa quy ra ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy gia brahm ma mê tăng quy hà rằng ý tha ma hô đích thình cha anu ba gầm ma si la hòa đạt sa nề na sâm bàn nô ca mê su quy này gia ghê thằng ai cha tu đắp phát xây văn bồ na rê tì tì y đằng quá tâm y buồn nhằn à sao quắc khá già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mẫu duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Dạ, bây giờ chúng con đã xong phần lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, con kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Chư Đức Thế Tôn, dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, dạ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài, để Ngài Trí Đức, dạ, để Ngài dạy bài học hôm nay, dạ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 352. Và trước tiên cũng sám hối với quý vị là ở chùa chúng tôi là coi như mỗi tháng tức là có 4 ngày tăng sự, và chính 4 ngày tăng sự này cho nên chúng tôi đã làm cho đạo tràng coi như cũng không được hoan hỷ, tức là cái thời gian á nó hơi khó khăn chút, là tăng sự thì phải sám hối, thì cũng phải phát rồ, cũng phải coi như là nói chung là phải làm tròn bổn phận của một người xuất gia. Có những vị ở xa, có những vị là trụ trì của các chùa đã đến nhập hạ tại đây, cho nên trong cái vấn đề tăng sự cũng phải
sám hối cũng phải coi như nói chung là làm tròn bổn phận của một người xuất gia. Cho nên quý vị thấy rằng chúng tôi có những cái ngày mà thấy đối với đạo tràng hơi bê trễ. Khổ một cái là ở dưới đất á có một ngôi chùa, mà trên trời này cũng có một ngôi chùa. Chính vì vậy mà coi như được cái này thì mất cái kia. Quý vị thông cảm ha. Thì bây giờ quý vị đã lên trên ngay trên điện lễ bái tam bảo, rồi sám hối, rồi làm việc ở trên rồi, chúng tôi mới có chút thời gian chạy xuống dưới này. Thì quý vị cũng thông cảm ha, tại sao chúng tôi đối với đạo tràng hơi bê trễ. Rồi có những cái mà không vừa lòng quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho ha. Thôi bây giờ chúng ta đi vào buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 352. Trước khi triển khai câu Phật ngôn này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Đó là một cái quy luật mà chúng ta phải thực thi. Bụt hồ ma hệ sĩ á ra hằng tất thà gá tô lô cô tâm mô tà bà gá rù hí tế thà cô lô ca sơ sá thai chân lạc đầm mô cô quý đô quân đà mô hành tăng lá rá phù chân này gia cân. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giá tá sá sát thu nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà cá rô cô sắp bành nhu bú thấp bất tí phù tí sành nhá tù hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giá cần pháp bảo với nhớ bàn như lai soi sáng vật mạng vô minh phá tan lầm đặc dũng sinh đầy dục vật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lệnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số cá tá sát xa quốc cô sức khá sức khá mô quốc là thầm và sức khá cô niên đà bất sân xa đi ả nà đá rô quá rô quân đà mất hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo trên môn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thế pháp phàm những ai bị. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tây giá tê chê nát sức khá mê ê tốt quá thả năng tác xa bí a nú phà quê nát xa xa dê nát sức chặt tụ cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Con tán dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 352 hả? Alo, quý vị nghe rõ ha? Bây giờ chúng ta copy lại cái phần Pali. Từ mày ở trên kia chạy xuống, quý vị cũng thông cảm ha. Thường nếu mà thường trú thì quý vị biết rằng cứ mỗi tháng 2 kỳ thôi, nhưng mà ở đây chư tăng quý vị ở xa là những vị trụ trì tòng hạ, có nghĩa là phải xuống đây sám hối tăng sự xong
rồi đi về cái trú xứ của mình. Đó là những vị trụ trì ha, của những ngôi chùa mà không hiểu chúng ta có cái duyên thế nào mà các vị đó đến đây tòng hạ. Và như vậy thì cứ 7 ngày đến và đi, đến và đi, có nghĩa là coi như các vị đó đến với chúng tôi tăng sự xong thì xin về cái trú xứ của mình. Alo, quý vị thấy câu Phật ngôn 352 hay không? Tăng hạ là gì ạ? Cái từ này nghe khó nghe quá. Tăng hạ là tăng xuống, còn tăng là hạ, tăng trung, tăng thượng hả? Hạ trung thượng hả? Hay là sao? Alo, sư kim thắc mắc cái vấn đề tăng hạ là gì hả? Tăng hạ là tăng siêu á, hạ là xuống, hạ là không phải lên. Có bao giờ quý vị thấy chị tăng hạ không? Chỉ có mình sư kim là kiếm chuyện à? Tòng hạ thì có, ơi, nó tăng hạ. Tòng hạ tức là họ nương theo. Tòng là nương theo. Để hạ hồi phân giải. Đúng rồi, xíu nữa phải xử kim mới được. Chưa gì mà mới từ trên sinh điện xuống thành thấy là muốn kiếm chuyện là ha. Cái bà này, cà chớn này. Rồi, bây giờ chúng ta vào bài học ha. Vita tần hồ anadano. Vita tần hồ anadano. Vita tần hồ anadano. Chữ quý tá hay là quý tá? Để coi lại cho nó rõ ha. Xin lỗi. Phải nghiên cứu lại chứ còn đọc thật cái bị kiếm chuyện nữa. Chữ quy nè, đúng rồi, quy tá tần hồ anadano. Chữ quy tá tần hồ anadano. Chữ quy chứ không phải chữ quý nghe bà con. Rồi xíu nữa là cái kiếm chuyện đó. Quy ta tần hồ anadano. Quy ta tần hồ anadano. Ha, đó là câu đầu tiên ha. Rồi câu thứ hai. Niruti bada ko vido. Niruti bada ko vido. Niruti Tibadako Quy Đồ. Như vậy thì chúng ta ôn lại hai câu này ha. Quy ta tần hồ anadano nirut Tibadako Quy Đồ. Quy ta tần hồ anadano nirut Tibadako Quy Đồ. Quy ta tần hồ anadano niruti badako quy đồ. Rồi câu 1, câu 2 xong ha. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Akkharanang sannibbātaṃ. Akkharanang sannibbātaṃ. Akkharanang sannibbātaṃ. Câu số 4. Chanya bhubbhāraṇicca. Chanya bhubbhāraṇicca. Chanya bhubbhāraṇicca. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4.
Akkhara năng san ni ba tăng chan nha búc ba ba ra ni cha Akkhara năng san ni ba tăng chan nha búc ba ba ra ni cha. Rồi câu 5 câu 6 Sa huệ anh tí mắt sa ri nô. Phải không? Chữ ri hay chữ rí? Chữ rí. Khoan, để coi lại. Cái chỗ này hơi nghi nghi. Hơi nghi nghi. À. À, đúng rồi. Sa huệ anh tí mắt ra si rô. Sa huệ anh tí Masarino. Chữ ri hả? Đúng rồi. Sawe anti Masarino. Rồi câu cuối cùng. Mahapanyo Mahapuriso Tivuchati. Mahapanyo Mahapuriso Tivuchati. Mahapanyo Mahapuriso Tivuchati. Búp bà bà ra ni búp bà bà ra ni cha. Có chị cha đây chứ. Búp bà bà ra ni cha. Có chị cha mà. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 5 câu 6. Sa huệ anh tí ma sa ri no ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti bu cha ti. Sa huệ anh tí ma sa ri no ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti bu cha ti. Sa huệ anh tí ma sa ri no ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti bu cha ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha. Cái gì? Búp bà bà ra ni cha. Búp bà. Búp bà. Búp bà là bà ra ni cha. Búp bà. Búp bà bà ra ni cha. Đọc là bà. Búp bà bà ra ni cha. Đúng rồi. Búp bà hả? Rồi. Thôi. Chị ba mà đọc là ba hả? À, chân nha. Chân nha búp ba ba ra ni chá. Đúng rồi. Búp nha ba ba ra ni chá. Đúng rồi. À, bây giờ đọc lại nguyên bài đi. Hả? Đọc từng câu. Thông cảm đi bà con ơi. Này con Chị Tăng. À, đến với Nhà Tổng Hạ. Rồi sám hối ân sư, cho nên cái đầu óc nó cũng lung tung. Thôi có gì sám hối nha. Bây giờ ôn lại. Hãy đưa bài vở lên nè. Quy ta tần hồ anà đà nô ni rút tí bắc đắc hồ quy đô ắc khá ra năng san ni ba tăng chan nha búc ba ba ra ni cha sa huệ an ti ma sa ri no ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti vô cha ti. Quy ta tần hồ an na đà nô ni rô ti ba đắc hồ quy đô ắc ra năng san ni ba tăng chan nha búc ba ba ra ni cha sa huệ anti ma sa ri no ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti vô cha ti. Quy ta tần hồ an na đà nô ni rô ti ba đắc cô quy đô ắc kha ra năng san ni ba tăng chan nha búc ba ba ra ni cha sa huệ anti ma sa ri no ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti vô cha ti. Rồi đọc cái
cái trường âm đoạn âm theo cái giọng kinh này cũng đã ngất ngư rồi. Thôi, bởi vì đọc được như vậy là quý rồi. Muốn kể thì cứ kể, còn không kể cũng được. Tùy, nhưng mà vấn đề phải phân tích trường âm đoạn âm rõ ràng ha, đọc cho nó tương đối để nghe được người ta biết rằng đây là Pali ha, đây là cái giọng giọng dài, đây là giọng ngắn ha. Rồi quý vị hoan hỷ ha. Rồi hôm nay chúng tôi cũng hơi bận rộn, không biết có hoàn thành được cái câu Phật ngôn này hay không. Rồi mong quý vị thông cảm. Rồi kính mời quý vị ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ không quý vị? Trời ơi, bây giờ sư đi rồi đó, để tôi thanh toán hết cho. Ai, cho sư đi nghỉ đi. Cạn sen mắt mờ, tùm lum hết ho hen. Sinh già bệnh lão thì khổ thiệt. Cười người hôm trước không sao, mình cười mình rồi cũng tới thôi rồi. Bữa nay con xin đọc phân tích câu kinh Pháp Cú câu 352. Quỳ ta tăng hồ anadano nirukti padakho vidho akara nang sang nipatang chanh nhà pháp Papara Nichasawe Antimasari Ro Maha Pangyo Maha Puriso Tiwakchati Vì ta tăng hồ Anadano Nirukti Padakho Vido Akkara Nang Sang Nipa Tang Chanh Nya Phuk Papara Nichasawe Antimasari No Vido Maha Pangyo Maha Puriso Tí Phúc Chá Tí. Câu 1, câu 2. Quỳ tá tăng hồ á nà đà nô ní rút tí phá đá khổ ví đồ. Quỳ là chừng âm thông thường, tá đoạn âm, tăng chừng âm nhắn, hô chừng âm thông thường, á đoạn âm, nà đà chừng âm thông, nà đà nô ba chừng âm thông thường. Câu số 2, ní đoạn âm, rút chừng âm nhắn, tí phá đá, ba đoạn âm, khô chừng âm thông thường, quý đoạn âm, đô chừng âm thông thường. Trời, nó đọc nhanh quá hả? Thôi đọc chị tự nha. Rồi đọc lại câu 1, câu 2. Bác bị nhiễm sư rồi, bị mờ mắt luôn rồi. Quỳ tá tăng hồ, á nà đà nô, đi rút tí phá đá khô, ví đồ, câu 3, câu 4. Akkara nằng sẵn ní phà tăng, chành nhà phúc papara ni chá. Câu 3, ắc trường âm nhắn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm nhắn, ní đoạn âm, pha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, chanh trường âm nhắn, nhà trường âm thông thường, phúc trường âm nhắn, bá phá bá phá là hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm. Không, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, câu năm sáu. Sáu quê ăn tí má sá rì rô má hà phằng nhồ má hà phú đi sồ tí quắc chá tí. Xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, ăn trường âm nhắn, tí má xá ba đoạn âm, rì rô hai trường âm thông thường. Câu số sáu, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, thanh trường âm nhắn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, phú lý hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí đoạn âm, trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại nguyên bản này tới sáu câu lần sau. Quỳ ta tăng hồ an ạ. Quỳ ta tăng hồ anadano nirukti padakho vido akkara nang sang nipa tăng chanh nhà phúc
papara nicha sa quê antima sariro maha panyo maha puriso ti quốc gia ti quỳ ta tăng hồ anadano nirup ti pha đa khổ vidô akara năng sang ni pha tăng chân nhà phúc papara nicha sa quê antima sariro maha panyo maha puriso ti quốc gia ti. Bây giờ đọc kệ. Quỳ ta tăng hồ anadano nirup ti pha đa khổ vidô a khang ra năng sang ni pa tăng chan nha phúc ba pa ra ni cha sa we ang ti ma sa ri no ma ha phang nho ma ha phu ri so ti quốc cha ti vì ta tăng hô a na da no ni rục ti pa da ko vi do akara nang sang ni pa tang chan nya phuk ba pa ra ni cha sa we ang ti ma sa ri no ma ha phang no ma ha phu ri so ti wak cha ti. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chè đất ơi, sư mệt lắm rồi, bận rộn lắm rồi. Ổng không có càm ràm tôi bữa nay đâu, ổng đi uống nước trà nghỉ mệt rồi. Mời quý vị khác nha, lên nha, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nhộn nhịp gì đó. Rồi, bye bye nha. Con xin kính đảnh lễ sư chú, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 352, câu 1, câu 2. Vì ta tành hồ ana đà nô ni rút ti ta đa cô vi đồ. Vì trường âm thông thường, tá bản âm, tanh trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á bản âm, na đa nô ba trường âm thông thường, ní đoạn âm, rút trường âm nhấn, tí tá đá ba đoạn âm, cô trường âm thông thường, ví đoạn âm, đô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vì ta tành hồ ana đa nô ní rút tí tá đá cô ví đô. Câu 3, câu 4. Kha ra năng sanh ni tha tăng chanh nha bút ba ta ra ni cha. Ác trường âm nhấn, á đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh trường âm nhấn, ní đoạn âm, tha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường, bút trường âm nhấn, bá thá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ác khá và năng xanh ní thà tăng chanh nhà bút bá thá và ní chá. Câu 5, câu 6. Sa về anh ti ma sa ri no ma ha panh nhô ma ha pu ri so ti vuk cha ti. Xá đoạn âm, v trường âm thường, an trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, sa ri nô ba trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, phú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí đoạn âm, phúc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 5, câu 6. Sa về anh ti ma sa ri no ma ha panh nhô ma ha pu ri so ti vuk cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 352. Vì ta tành hồ ana đa no ni rút ti pa đa cô ti đô ác khá ra năng sanh ni tha tăng chanh nha
Bút ba pa ra ni cha sa về anh ti ma sa ri no ma ha pan yo ma ha pu ri so ti bút cha ti. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin đạo tràng sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, dạ, kính chào đạo tràng cho con biết tín hiệu đã nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Vì ta tàn hồ á nà đà nô ni rút tì bà đà cô vi đô ác khá ra năng sang ni bà tăng chanh nhà búp bắp ba ba ra ni chết sa quê an ti ma sa ri rô ma ha bành nhô ma ha bú ri sô ti vúc cha ti. Vì ta tàn hồ á nà đà nô ni rút ti ba đà cô vi đô ác khá ra năng sang ni bà tăng chanh nhà búp ba ba ra ni chết sa quê anti ma sa ri ro ma ha banh nhô ma ha bu ri so ti búc cha ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí bá đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Vì ta tần hồ á nà đà nô ni rút tì bà đà cô quý đô khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, pá, pá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chá là đoạn âm. Ác khá ra năng sang ni ba tăng chanh nhạ, búp ba ra ni chá. Ác khá ra năng sang ni ba tăng chanh nhạ, búp ba ba. Búp ba ra na, con xin sám hối. Ác khá ra năng sang ni ba tăng chanh nhạ, búp ba ba ra ni chá. Xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, tí là tí má là hai đoạn âm, sa ri rô là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại ạ. Vì ta tàn hồ á nà đà nô ni rút tì bà đà cô quý đô ác khá ra năng sang ni bà tăng chanh nhà búp bà bà ra ni chá sắc quê ăn tì ma sa ri rô ma ha bành nhô ma ha bú ri sô tì vúc chá tì. Con xin kể ạ. Vì ta tân hô a na đa nô ni ru ti pa đa cô vi đô a kha ra năng sang ni pa tăng chánh nha bu pa ba ra ni cha sa quê an ti ma sa ri ro ma ha bành nhô ma ha bu ri so ti vúc cha ti. Vì ta tan hô a na đa nô ni ru ti ba đa cô quý đô a kha ra năng sang ni pa tăng
chánya búp ba bà ra ni cha sa quê an ti ma sa ri ro ma ha banh nhô ma ha bù ri so ti phúc cha ti. Dạ con đã trả bài xong ạ. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ con xin xuống mic. Dạ thân mời Giang Nhật Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 352 và phân tích ạ. Quy ta tàn hồ anada no niruti badako vidho akhara năng san ni ba tăng chan nhà búp ba ba ra ni cha sa về an ti ma sa ri ro ma ha ban nhô ma ha bu ri so ti wut cha ti. Dạ con xin đọc và phân tích câu số 1 và câu số 2. Vì ta tàn hồ anada no nirut tibada ko vidho. Vì là trường âm thông thường, tá đoạn âm, tan trường âm nhấn, hồ trường âm thông thường, á đoạn âm, na da no ba trường âm thông thường, ni đoạn âm, rut trường âm nhấn, ti ba da là ba đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Vì ta tàn hồ anada no niruti bada ko vidho. Và câu số 3 và câu số 4. Akhara nang san ni ba tang chan nya buppa bara ni cha. Ak là trường âm nhấn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, ni đoạn âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, bá bá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ni chá hai đoạn âm. Akhara nang san ni ba tang chan nya búp ba ba ra ni cha. Và câu số 5 và câu số 6. Sa we an ti ma sa ri ro ma ha ban nyo ma ha pu ri so ti wut cha ti. Và sa đoạn âm, we trường âm thông thường, an trường âm nhấn, ti má hai đoạn âm, sa ri ro là ba trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, ban trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bú ri hai đoạn âm, so trường âm thông thường, tí đoạn âm, vút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Sa quê an ti ma sa ri ro ma ha ban nhô ma ha pu ri so ti wut cha ti. Dạ con xin đọc lại hết bài. Vì ta tàn hồ anada no niruti bada ko vidho akhara nang san ni ba tang chan nya búp ba ba ra ni cha sa we an ti ma sa ri ro ma ha ban nyo ma ha bu ri so ti wu cha ti. Dạ con cũng xin kể luôn ạ. Vì ta tan hô anada no niruti pa da ko vidho akhara nang sanibatang chanya bupa barani cha sawe anti masariro mahabanyo mahaburisoti wuchati. Dạ con đã đọc bài xong và dạ, con xin mời vị kế tiếp.
Dạ xin mời Tĩnh Tâm 2000. Dạ cảm ơn ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chi Đức. Con dạ thưa con, hồi nãy con thấy có cô gì trước con, anh Giang Nhất Hạ gọi con lên, thì bây giờ con lên với con cũng biết con trước con có người rồi, mà giờ con không biết là người nào nữa, con quên rồi. Vậy giờ con xin đọc, con xin sám hối với lại cái vị trước con. Con kính đảnh lễ ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 352. Quỳ cá tành hồ á nà đành nồ, ní rút tí bá đá khổ quý dồ, đồ dồ. Ách khá đà nằng sành ní bà tằng chành, nhà bút bá ra ní chá xá quê anh tí, ná xá ná xà rí nồ. Má hà bành nồ, má há vi phú rí sồ tí vút chá tí. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2. Quý quý tá tần hồ á nà đà nồ, ní ní rút tí má đá khô ní vô quý vô. Dạ con xin phân tích. Quy là trường âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá đá khô là ba trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Dạ con đọc câu số 3, câu số 4. Ách kha ra năng săn ní ba tăng chanh nha búp bá ba ra ní chá. Dạ khá là trường âm thông thường, khá là trường âm thông thường, kha là đoạn âm, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, na na là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ba là đoạn âm, ra ní chá là ba trường âm thông thường. Dạ con đọc câu số 5, câu số 6. Xá quê anh tí má xa rí vô, má hà bành nhô, má hà bú rí sô tí, quýt chá tí. Dạ, xá là đoạn âm, quê là trường âm nhấn, anh là trường âm, quê là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mà má là đoạn âm, sa ri rô là ba trường âm thông thường,
Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, thanh là trường âm nhấn, nô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quyết là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ con đọc lại nguyên một câu ạ. Quyết chá quy tá tành hồ á na đành nồ ní rút tí bá đá khô quý đồ ách xá ra năng sành ní và tầng chành nhà bút bá ra ní chá xá quê hành tí má xa ri rồ má hà bành nhồ má há phú rí sồ tí vút chá tí. Dạ con xin đọc thêm lần nữa. Quỳ tá tành hồ á na đành nồ ní rút tí bá đá phồ quý đồ ách khá ra nặng ít khá ra nặng xanh ní bà tầng chành chành nhà bút bá ra ní chá xá quề hành tí ná ra rì ná xà rì rô nồ má hà phành nồ má há bú rí sồ tí vút chá tí. Dạ con có đọc sai thì xin sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin xuống mít và con nhường vị kế tiếp. Mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mít. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ cô tu nữ và mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú câu 352. Vì tá tăng hồ á na đà nô ni rút tí pa đô cô quý đô ác khá ra năng sa ni pa tăng chanh nhà túc pa pa ra ni chá sa quê am tí má sa ri rô má hà pành nhô má hà pú rí sô tí vút chá tí. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vì tá tăng hồ á na đà nô ni rút tí pá đá cô quý đồ. Quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đà nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí pá đá ba đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Vi tá tăng hồ á na đà nô ni rút tí pá đá cô quý đồ. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ác khá ra năng sa ni pa tăng chanh nhà bức pá pá ra ni chá. Ác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bức là trường âm nhấn, bá, tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní, chá hai đoạn âm. Ác khá gà năng xà ní tà tăng chanh nhà bức bá bá gà ní chá. Phân tích câu số 5 và câu số 6. Sa quê an tí má sa ri rô má hà bành nhô má hà bú vi sô tí vút chá tí. Sá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa ri rô là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bành là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí đoạn âm, vút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm,
sa vê an tí ma sa ri rô ma ha pành nhô ma ha pú vi sô tí vút cha tí. Con xin đọc lại câu pháp cú 352. Vì tá tăng hồ á na đà nô ni rút tí pá đá cô vi đồ á khá ra năng sàn ni pà tăng chành nhà tốt pá pá gà ni chá. Sa vê an tí ma sa ri rô ma ha pành nhô ma ha pú vi sô tí vút cha tí. Con kinh đọc câu kệ câu 352. Vì ta tăng hô a na đa nô ni ru ti pa đa cô vi đô a kha ra năng sa ni pa tăng chánh nha pa 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 ra ni cha sa vê an ti ma sa ri rô Maha Panyo, Maha Puriso Ti Vuchate, Vita Tangho Anadano, Nirutipa Dako Vido, Akaranang Sanipatang, Chanyapupa Paranicha, Sawe Ante Masariro, Maha Panyo, Maha Puriso Ti Vuchate. Dạ con đã trả bài, con kính cảm ơn sư Thí Đức, có gì sai xin nhờ sư chỉ bảo dùm. Cảm ơn sis Nhật Quỳnh đã post bài, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ sa thú lành thai bạn. Nam mô Bụt thai. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Chư Đức, kính chào đạo tràng và cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Và bây giờ tự nhiên xin đọc câu pháp cú 352. Quy tát tăng hồ anada no niruti padako vidu. Quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, đa na là đa na, na đa nô, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí ba ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Đoạn 3 và đoạn 4. Ắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc tiếng âm, chân là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bá bá hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm. Đoạn 5 và đoạn 6. Xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, sa ri rô ba trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, panh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Quy ta tành hồ an na đà nô vi rú tí bá đá cô vi đô ác khá ra năng san vi pa tăng chanh nhà ba ba ra ni cha sa quê an ti ma sa ri ro
Maha Banyo Maha Uriso Tiput Chati. Bây giờ tự nhiên xin kể. Vita Tanno Anadano Niruti Badako Vido Akkaranang Sannibatang Chanya Bhupa Paranicha Sawe Anti Masariro Ma Banyo Ma Buriso Tibuchati Vita Tanho Anadano Niruti Padako Vido Ankaranang Sannibatang Chanya Bhupa Paranicha Sawe Anti Masariro Mahat Banyo Mahabriso Tivut Chati. Dạ, Tự Nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ Tự Nhiên kính mời về kế tiếp. Và Tự Nhiên cũng xin rời room, nhưng mà vẫn treo áo ở đây. Tự Nhiên vẫn việc một chút để kính. Cảm ơn Đạo Tràng và kính chúc Đạo Tràng luôn luôn thân tâm thanh tịnh và tu hành tinh tấn. Dạ, Tự Nhiên xin xuống đất ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý đạo hữu. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 352 ạ. Vì ta tàn hồ á nà đà nô ni rú ti pa đa cô vi đô ác khá ra năng san ni pa tăng chanh nhà u pa pa ra ni cha sa quê an ti ma sa ri rô ma ha pa nhô ma ha pu ri sô ti vô cha ti. Vì ta tàn hồ á nà đà nô ni rú ti pa đa cô vi đô ác khá ra năng san ni pa tăng chanh nhà pu pa pa ra ni cha sa quê an ti ma sa ri rô ma ha pa nhô ma ha pu ri sô ti vô cha ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Vì ta tàn hồ á nà đà nô ni rú ti pa đa cô vi đô. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường. Ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí pá đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm. Dô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Akhara nang sanipa tang panya pupapara nicha. Ak là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm giọng nguyên âm. San là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tăng là trường âm giọng nguyên âm. Chanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường. Úp là trường âm nhấn, bá là trường bá bá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm ạ. Sa quê an ti ma sa ri ro ma ha pa nyo ma ha pu ri so ti vô cha ti. Sa là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, ăn là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa ri rô là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pa là âm nhấn, nô là trường âm thông thường,
Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường. Pú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ con xin đọc lại cả bài ạ. Vi ta tàn hồ a na đà nô ni ru ti pa đa cô vi đồ ác kha ra nang sa ni pa tang chanh nhà pu pa pa ra ni cha sa quê an ti ma sa ri ro ma ha pa nyo ma ha pu ri pu ri so ti vok cha ti vi ta tàng hồ a na đà nô ni ru ti pa đa gô cô vi đồ ác kha ra nang sa ni pa tang chanh nhà pu pa pa ra pu pa pa ra ni cha sa quê an ti ma sa ri ro ma ha pa nyô ma ha pu ri so ti vok cha ti. Dạ con xin kính ngài Tri Đức, có sai thì ngài và quý đạo tràng sửa cho con ạ. Con quý kính cảm ơn quý đạo tràng ạ. Con xin xuống mic ạ. Con xin mời Su Khá, Đúc Khá. Alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng đạo Tri Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 352. Quỳ ta tàn hồ a la đà lô ni rút ti pa đa cô quý đồ ác ca ra nàng sàn ni bà tàng chẳng nhà bố ba ta già ni cha sa huệ an ti ma già di đồ ma hà bản nhổ ma hà pu di sổ ti vức cha ti. Quy là trường âm thông thường, tán là đoạn âm, tăn là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đa nô là ba trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí bá đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, ác là trường âm nhấn, kha đoạn âm, ra là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chăn là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bá, bá, bá là hai đoạn âm, ní là ra là trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, ăn là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa di dô là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, pú dí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Quy ta tần hồ an là đà nô ni rút ti ba đa cô quy đồ áp ca già nàng san ni ta tăng chăn nhà pú ba ta già ni cha sa về an ti ma già dị ma sa di rô ma hà bàn nhổ ma hà pú di sổ ti vúc cha ti. Quỳ ta thần hồ an là đà nô ni rút ti ba đa cô quy đồ áp kha già nàng san ni ta tăng chăn nhà búp bá già ni cha búp bá bá già ni cha sa huệ an ti ma sa di dô ma hà bàn nhô ma hà pu di sô ti vúc cha ti. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Dạ con kính mời bàn tay kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, hello. Hello, dạ. Dạ, cảm ơn sếp Nhật Bình, cảm ơn sếp Sòng Mai, cảm ơn Tình Tâm, cảm ơn Thiên Vũ. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà, cảm ơn Hà. Dạ, Đinh Từ xin phân tích và đọc câu kệ câu Pháp Cú 352 và câu số 1 và câu số 2. Vì tá tân hồ anada no nirut tabadako vidô. Dạ, vi là trường âm thông thường. Dạ, tá là đoạn âm, tân là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nada là nada và nu là ba trường âm thông thường. Dạ, á là đoạn âm, na da no là ba trường âm thông thường. Dạ, câu số 2. Ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá đoạn âm, đá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm và đô là trường âm thông thường. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Akkhara nang sanni ba tăng chanh nha bức ba ba ra ní chá. Ắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, bức là trường âm nhấn, bá và bá là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, chá là đoạn âm. Và câu số 4 và câu số 5 và câu số 6. Sawe anmasariro mahapanyo mahaburiso tiwutchati. Xá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa riro là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, út là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, Đức Thư xin đọc lại câu 352. Vì tá tân hồ anada no niruti padako vidô akkhara năng sang ni ba tăng chanh nhà búp ba ba ra ni cha sa huệ anh tí ma ra sa ri rô Maha Banyo Maha Buriso Tiwutchati Vita Tanho Anadano Nirutti Padako Vino Akkhara Nang Sangbita Nang Chanya Bup Babara Nija Sawe Antima Sariro. Yeah. Maha Banyo Maha Buriso Tiwutchati. Dạ, Nam Tư xin kể câu Pháp Cú 352. Dạ. Vì ta tân hô anada no nirunti ba da go vidô akkhara nang sangi ba tang chanya buppa barani cha sawe anti masari ro mahapanyo mahaburi soti hun cha ti.
vì ta tân hô a na đa nô ni run ti ba đa cô vi đô a kha ra năng sang ni ba tăng chân nha bút ba bà ra ni cha sa vệ ăn ti ma sa ri rô ma ha ban nhô Mahaburi Soti Wunchati. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con mong ngài sửa lời dùm con. Dạ, niệm vui thường, thì rất là cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Buddhaya. Sa thú kính cảm ơn sức niệm từ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ Nhục Bình kính cảm ơn Đạo Tràng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ chạy duyên. Dạ Nhục Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ. Còn quỷ nào muốn đưa tay trả bài thì kính mời bằng tay. Trong khi chờ đợi và con xin được trả bài trước ạ. Quỳ tắc tành hồ a na đà nô ni rút tắc bát đa cơ quý đô át khá ra năng sa ni bà tăng chạnh nha bút bớt bát ra ni chá sắc quê anh tí mát xa rì rô Maha Banyo Maha Buriso Tivut Chati Vida Tan Ho Anadano Nidut Tibadako Vido Akharang Không sai rồi Akharandang Sanipa Tăng Chánh Nhà Búp Bá Bá Ra Nichasak Vê An Tisara Si Rì Rô Maha Bạch Nhờ Maha Udiso Thì Vụt Chất Tí. Không biết quý vị sao đọc hay quá. Nhật Bình đọc, Nhật Bình nghe lẹo lưỡi luôn á quý vị. Thấy quý vị đọc hay quá. Quỳ ta tành hồ a na đà nô ni rút ti ba đa cơ quý đô ác kha ra năng sa ni ba tăng chánh nhà búp ba ba ra Ni cha sa quê anh tí ma sa ri rô ma ha bành nhờ ma ha bu đi sô tì buộc chát tí. Dạ con phân tích, xin phân tích câu 2 và câu 1 và câu 2. Quý trường âm thông thường, tá đoạn âm, trường âm nhấn hô, trường âm thông thường, á đoạn âm, đa, na, đa, nô, ba trường âm thông thường, ní, đoạn âm, rút trường âm nhấn tí bá đá ba đoạn âm cô trường âm thông thường quý đoạn âm đô trường âm thông thường vi tắc tành hồ a na đà nô ni rút tí bát đa cơ quý đô con xin phân tích câu 3 và câu 4. Hát trường âm nhấn khá đoạn âm ra trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Sanh trường âm nhấn, ní đoạn âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bức trường âm nhấn. Ba bá, bá bá, hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá, hai đoạn âm. Át chát ra năng sa ní ba, tăng chanh nha, bức bá ba, bức bá. Búp ba ba ra ni cha. Con xin phân tích câu 5 và câu 6.
xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, xa ri rô ba trường âm thông thường, má đoạn âm ha trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, má đoạn âm ha trường âm thông thường, bu ri sơ bu ri hai đoạn âm, sơ trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Sa quê anh tí ma sa ri rơ ma ha banh nhơ ma ha bu ri sơ tì vụt chá tí. Con xin ông hết bài. Vì ta tành hồ a na đà nơ ni rút tí ba đa cơ vi đơ át khá ra năng sa ni ba tăng chanh nhà bút bá ba ra ni chá sắc quê anh tí ma sa ri rơ Maha Bành Nhờ Maha Uriso Thì Vụt Chá Tí. Dạ, bàn tay của Hà. Dạ, cho Nhục Quỳnh kể cái rồi mời Hà nghe. Dạ, nếu con có đọc sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa. Dạ, đọc lẹo Nhục Quỳnh, đọc thấy lẹo lưỡi, quý vị thấy quý vị đọc hay quá. Quỳ tả tanh hô à nà đà nô ni rút ti ba đa cổ quý đô a khá ra năng sa ni ba tăng chánh nha búp ba bà ra ni cha sa quệ anh ti ma sa ri rô ma ha banh nhô ma ha bu ri sô ti vuốt cha ti vì ta tanh hô A na da no ni rút ti ba da ko vi do a kha ra năng sa ni ba tăng chánh nha búp ba ba ra ni cha sa vệ anh ti ma sa ri ro ma ha banh nhơ ma ha bu ri sơ ti bút cha ti. Dạ, mời chích Hà. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Mời Hà giơ bàn tay của mình lên hậu. Hồi nãy Nhật Quỳnh thấy hậu chùa Phước Quang cũng đưa tay té lên té xuống. Dạ, chích Hà hút cuối chót kìa. Hút cuối chót chứ hút cuối chót gì. Dạ, Nhật Hà. Dạ, chưa kìa, còn có Tina nữa kìa. Rồi, mời Hà nha, mời Tina. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, và hôm nay thì con sẽ xin hút hụi chót. Quý ta tăng hồ á nà đà nô, nít rút tí bá đá khổ quý đồ, át khá ra năng, xà ní bà tăng, nhanh chành nhà bút bá bá ra ni cá sa quê an ti ma ma sa ri no ro. Cái bài này khó quá. Ma ha banh nhô ma ha bu ri so ti vu cha ti. Dạ con cũng đọc lẹo lưỡi cô Nhật Quỳnh ơi. Dạ con xin đọc lại. Quy ta tăng hồ a na đà nô ni vu ti bá đa cô quy đồ át khá ra năng san ni ba tăng chân nhà bút bá bá ra ni cháo xa quê an ti ma sa vi rô ma hà banh nô ma hà bu ri sô ti vu cha ti vi ta tăng hồ a na đa nô nít bút ti bá đá cô vi đô quý là quý tá là hai đẳng âm tan là trường. Ủa? Dạ còn không biết cái này là gì vậy. tan là trường âm nhấn. Hồ là dạ cho con coi lại. Dạ con cầu cứu không biết cái này là cái gì, con nói đại. Là trường âm nhấn mà con không có sure. Hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, na đa là hai trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường,
Quy ta tăng hồ a na đa nô nít rút tí ba đa cô quy đồ. Ní là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, tí là tí ba, đá là ba đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Dạ, câu 3-4. Akara nang san ni ba tăng chanh nhà búp ba ba ra ni chá. Ác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh nhanh là trường âm nhấn, nhan nha là âm thông thường, búp là trường âm nhấn, bá là hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá là hai đoạn âm. Con xin đọc bài câu 3-4. Akara nang san ni ba tăng chanh nhà búp bá bá ra ni chá. Câu 4-5. Sa quê an ti ma sa vi rô ma hà bành nhô ma hà bu ri sô ti vu chá tí. Xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, tí là đoạn, tí má là hai đoạn âm, sa ri rô là ba trường âm thông thường. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú ý là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quốc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Vi ta tăng hồ a na đa nô nít ni rút tí ba đá khô quý đồ a khara năng sa ni ba tăng bành nhà búp bá bá ra ni chá sa quê an ti ma sa ri vô ma ha bành nhô ma ha bu vi sô ti búp chá tí. Vi ta tăng hồ a na đa nô ni búp ti bá đa khô vi đồ a khara năng sa ni ba tăng bành nhà búp ba ba ra ni cha sa we an ti ma sa ri ro ma ha ban nyo ma ha bu vi so ti wu cha ti. Dạ, câu quý. Dạ, câu số 1 hả anh Giang Nhật Hảo? Quý tá tăng, câu 1, trường âm, trường bản âm. Dạ thôi, dạ thôi, đây con đọc kệ. Quý tá tăng hô a na đa nô nít rút tí ba đa khô vi đồ Akara nang sani ba tăng bành nhà búp ba ba ra ni cha sa quê an ti ma sa ri go ma ha bành nhô ma ha bu ri so tu búp cha ti. Cô Nhật Quỳnh nói cái gì chị Anh? À dạ dạ, con viết lộn dấu. Dạ dạ đúng, quý là trường âm thông thường, dạ chứ không phải là quy, chứ không phải là quý. Dạ con từ nãy giờ con đọc sai, dạ con xin sám hỏi. Dạ đúng rồi, dạ coi như con viết nhầm. Dạ dạ con xin trao mít. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sàng Khà Giá.
Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Thị Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin hốt buổi chót. Con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 352. Quy tá tành hồ á na đà nô ni rút tí bá đá cô quý đô ác khá ra năng sàn ni bà tăng trần nhà búp bá bá ra ni cha sa quê an tí má xà ri rô má hà bành nhô má hà bú ri sô tí bút cha tí. Dạ, câu 1 và câu 2 con xin phân tích. Quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, tan trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á đoạn âm, na đa nô ba trường âm thông thường, ní đoạn âm, rút trường âm nhấn, tí bá đá ba đoạn âm, cô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Dạ, câu 3, câu 4. Ác trường âm nhấn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, ní đoạn âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, bá bá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ní chá hai đoạn âm. Và câu 5, câu 6. Xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, an trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, sa ri rô ba trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, tí đoạn âm, út trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Và con xin đọc lại hết bài. Quy tá tành hồ á na đà nô ni rút tí bá đá cô quý đô ác khá ra năng sanh ni bà tăng trần nhà búp bá bá ra ni chá sa huệ an tí ma sa ri rô ma hà bành nhô ma hà bú ri sô tí bút cha tí. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Quy tá thành hồ a na đà nô ni rút tí bá đá cô quý đô ác khá ra năng sanh ni bà tăng trần nhà búp bá bá ra ni cha sao về an tí ma sa ri rô ma hà bành nhô ma hà bú ri sô tí bút cha tí. Dạ, con cũng xin cố gắng kể. Quỳ ta tân hô a na đa nô ni rút ti ba đà cô quý đô khả ra năng sanh ni ba tăng sanh nha búp ba ba ra ni cha sa huệ an ti ma sa ri rô ma bánh nhô ma bú ri sô ti vụt cha ti. Quỳ ta thanh hô a na đa nô ni rút ti ba đà cô quý đô ác khả ra năng sanh ni ba tăng chánh nha búp ba bà ra ni cha.
e an ti ma sa ri ro ma ban nyo ma bu ri so ti wu cha ti. Dạ, con có chỗ nào sai thì xin đạo tràng nhắc nhở giùm. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Bích Hà giá, dạ, Christina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Christina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Thấy đưa tay mà không thấy cầm mic. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Vậy là có thể Tina không có trước máy rồi. Hậu chùa Phước Quang nên cầm mic trước đi nha. Đợi một chút coi Tina có trở lại máy. Mời Hậu nha. Xin lỗi con, có nghe con nói không vậy? À, dạ thưa, để cho con đọc lại, tại con bị rớt ra đó. Dạ thưa, con kính chào, cho con đọc lại bài. Quy ta tăng hồ Anadano Nirutita Đa khô vị đô ác khá là năng sàn nị bạc tăng chà hà phúc bạc bạc ra nị chắc xa quê à tị ma sa ri rô ma ha bạc nhô ma ha phù ri sô thì vút chà tị. Dạ thưa con xin phân tích đoạn 1 và 2. Vị quý là trường âm, xin lỗi, trường âm thông thường, tắc là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á đoạn âm, na đà nô ba trường âm thông thường, ni đà đoạn âm, rút trường âm nhấn, tít bát đa ba đoạn âm, khô trường âm thông thường, quý đoạn âm, đô trường âm thông thường. Dạ thư đoạn đoạn 3 và 4. Akha ranang sanni patang chanya pupa pararicha. Ak trường âm nhấn, ta xin lỗi, kha là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, nang tăng trường âm giọng nguyên âm, sang trường âm nhấn, ni đoạn âm, pha trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, phúc trường âm nhấn, pháp ba hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, richa hai đoạn âm. Đoạn số 5, số 6. Sa quê an tị mát sa vị nô.
Mahapanyo Mahapuriso Tivuchati Sa đoạn âm quê trường âm thông thường an trường âm nhấn thiết má hai đoạn âm Sarino ba trường âm thông thường mát đoạn âm hát trường âm thông thường thanh trường âm nhấn nô trường âm thông thường mát đoạn âm ha trường âm thông thường puri hai đoạn âm so trường âm thông thường tiết đoạn âm put trường âm nhấn trạ tiết hai đoạn âm. Dạ thưa con xin đọc lại. Quyết tắc tăng hô anna đạt nô ni rút tiếp bá đạt khô vị đô ác khắc là năng san ni bạc tăng chan nã phúc bạc phạ ra ni cha sa quê an tích ma sa ri lô ma ha pan nhô ma ha phù ri sô thì vút chan ti. Dạ thưa con xong rồi. Con cảm ơn. Con Nam Mô Bụt Thà, Nam Mô Tham Mã, Nam Mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ cô tu quý bà, cô tu nữ phúc hạnh và cô tu nữ tự duyên, và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 352. Vi ta tàn hồ Anadano Dano Niruti Badakovido. Câu 1 và câu 2, câu 3 và câu 4. Akasanang Sanibabatang Sanibatang chanh nhã búp báp búp báp bá ba bá rá ra ní chá chanh nhã búp bá ba bá bá ba bá ra ní chá sa về ăn tí má sa di dô ma ha banh nhô má ha banh nhô má ha bú dí sô tí hút chá ti. Con xin phân tích câu pháp cú câu 1 và câu 2. Vi là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tăn là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm ná đa, na đa là trường âm thông thường, na đa nô là ba trường âm thông thường. Câu thứ hai là ní là đoạn âm, ní là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá đá là đoạn âm, là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, ắc là ắc là trường âm nhấn, kha là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san
sanh nghĩ ba tăng, sanh là trường âm nhấn, nghĩ là trường là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chanh là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, nha là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, ba, bá, bá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, ní trá là đoạn âm, thứ hai đoạn âm, xa là đoạn âm, câu 5 và câu 6, xa là đoạn âm, v là trường âm thông thường, ăn tí ma là ba đoạn âm, ăn tí má là ba đoạn âm, sa di dô là ba trường âm thông thường, ma là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ma là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bú dí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, úc là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm ạ. Con có gì sai, con đọc sai, con phân tích sai thì mong sư chỉ. Câu 5 là trường ân là trường âm nhấn. Câu 5. Và con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn hậu chùa Phước Quang. Đọc vậy là giỏi lắm rồi. Dạ, mới cầm bích đây mà thấy Tina cũng vậy, hậu cũng vậy, đọc vậy là giỏi rồi. Dạ, từ từ mình sửa, chứ còn nói sai thì mình cũng có sai, nhưng mà cũng có đúng. Nên thôi, vậy là tốt rồi. Phải không chị Meta, phải không quý vị? Chứ giờ mà mình cứ sửa hoài là với lại không có ngày ở trước máy. Ngày sửa là chính xác, nhà dạch rõ ra thì dạ, vậy là quan hỷ lắm rồi, đúng rồi. Cầm mic, dám cầm mic kém học bài là quan hỷ rồi, từ từ rồi. Cháu nó như, không có lo. Dạ. Năm mô Bích Hai giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, ngài có trở lại đạo tràng được chưa bạch ngài? Dạ, vậy là giỏi rồi. Dạ, Như Quỳnh hồi xưa ha, thua quý vị này xả lắc luôn á chị Mata. Dạ, Như Quỳnh thua xả lắc luôn á. Quỳnh ha, vô trong phần hồi ha, ghi mấy cuốn sổ luôn mới dám cầm mic. Ngài kêu cầm mic, không biết đường cầm mic. Nhà có tiến bộ rồi, như là có tiến bộ rồi, cứ hoan hỷ đi, rồi cứ cầm mic điều điều đi, rồi sẽ giỏi thôi. Định tâm cần tệ hơn hả? Không có đâu, ai cũng giỏi hết. Nhà ai cũng giỏi hết, có cầm mic là sẽ giỏi thôi, yên tâm. Nhà Quỳnh bảo đảm luôn đó. Nhà chỉ có mà mình không có ngồi cầm mic để thôi, số khá còn đeo nè. Có số khá nè, Nhật Quỳnh bữa nay có số khá, Nhật Quỳnh nó lén luôn nghe số khá nha. Nó lén số khá nè, alo, số khá có nghe Nhật Quỳnh không? Alo, số khá đâu rồi? Để bữa không có mặt, không dám nói, giờ có mặt nè. Đưa cái dấu hiệu lên đi, Nhật Quỳnh nói cho đạo tràng quan hỷ nè. Có phải không? Dạ, số khá nè, 6 năm trời mới cầm mít đó. Quý vị tin không? Đó, bữa nay có số khá Nhật Quỳnh nói cho đạo tràng quan hỷ 6 năm trời luôn đó hà. Nhật Quỳnh năn nỉ mời tới, mời lui, mời từ bên nay qua tới Pháp Cú. Phải có cú chạy về bên nay, mời hoài, mời quải mới chịu cầm mít đó. Nha, nên đó là yên tâm, mấy vị là giỏi lắm rồi. Dạ, nên là... Chờ Nhật Quỳnh chút xíu nha, rồi tin nhắn cái. Có chuyện gì gặp không?
nên là cứ yên tâm đi quý vị, đừng có lo. Chú khá là điển hình nên là quý vị là rất là giỏi. Còn Nhật Quỳnh thì thôi á, Nhật Quỳnh viết cho mấy cuốn sách nhưng mà đều không đến nổi 6 năm như chú khá đâu. Nhưng mà bởi vì á, hoàn cảnh chú khá mà còn học cái ngày nay là chú khá cũng rất là giỏi luôn á quý vị, chứ không phải học phải vừa đâu. Nhật Quỳnh rất là phục chú khá luôn, tại vì chú khá là chịu khó để cho học. Mà bởi vì Nhật Quỳnh mà thấy chú khá là Nhật Quỳnh lật đật nhường mít liền à. Hoàn cảnh chú khá mà cầm mít được là cũng cả một vấn đề, cũng cố học lắm. Dạ, vậy nào cầm mít giùm đi, nếu mà ngày chưa trở lại Nhật Quỳnh phải chạy ra cửa cái nha quý vị. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Nghe rõ rồi ha? Thấy mấy cái dòng tế chát này, thì quý vị quan hỷ ha? Trong những cái dòng tế chát thì thấy xích tịnh tâm ha? Đọc không có tịnh chút nào hết trơn á. Sao mà tùm lum vậy nè, chứ tình tâm ơi, cái này bị phóng tâm rồi. Cho nên khi mà đọc lên á, có người có ý kiến ý cò thế này thế kia, chứ tình tâm chú ý lại ha. Rồi, hôm nay sao mà quý vị nghe lời của Ngài Liễu Tông hay sao, móc túi nè, rồi cái chơi chư hụi rồi này kia hả? Thấy là xích hà nè, xích mít ta chơi hụi nè, nó hút hụi chốt là sao, hết khoan là tới hụi, hút hụi là giọt luôn phải không, nó phải vậy không? Mà thấy xích hà cũng hút hụi nè, rồi xích mít ta cũng hút hụi chốt nè, ngồi ta vui ha. Hôm nay quý vị tuyệt vời, đúng sai không cần biết, nhưng mà tinh thần của quý vị đã thể hiện qua câu Phật ngôn này. Ủa, chị Kim có ý kiến hả? Lên. Dạ, con xin hỏi sư đó, cái câu này có nhiều chữ kỳ quá hả? Cái câu con sư coi câu số 5 đó sư. Xá quê ăn tím má xà ri rô o là ăn tí má xá rì rồ, cái chữ nó có dấu nguyền đó sư. Cái vậy cái câu số 1, 2, 4, cái câu số 5 sư biên lại coi cái chữ nào đúng. Con thấy cô Hồng Thị Kim Nhung nói con đọc cái đó mà con thấy hình như là con thấy sư biên không có dấu nguyền chữ xá rì rồ đó sư. Sư coi cái nào đúng không? Để con lấy ống con coi rồi coi. Ủa, có chữ giống nguyền hết sư? Dạ, con vậy con cảm ơn sư. Dạ. Alo, 123, 123. Anh Tí Má Sa Ri Rô. Anh Tí Ma Sa Ri Rô, ba trường âm thông thường nha. Thời gian không có đủ để coi như phân tích về tự vận, rồi duyên sự thì quý vị thông cảm ha. Khi nãy chị Kim có thắc mắc tổng hạ là sao, tổng hạ hay là tùng hạ ha. Thì ở đây cái ý nghĩa tùng hạ hay là tòng hạ có nghĩa là một vị đó xin nhận nơi này làm quê hương trong 3 tháng ha, tức là muốn một cái nơi để an cư kiết hạ. Vị này xin phép sẽ được tòng hạ nơi cái vị trí này, và tòng hạ như vậy thì
Theo bên Bắc Tông, một tháng có hai ngày gọi là đa giới Uposatha, tức là cái ngày đó phải sám hối và nói lên cái tội lỗi mà mình đã vi phạm trong nửa tháng để rồi xin sám hối. Thì một tháng có hai ngày gọi là hai ngày đó là hai ngày Bồ Tát Uposatha. Nhưng mà đối với Nam Tông á, tổng hạ có nghĩa là nhập hạ một nơi nào đó, thì khi hữu sự mình xin phát nguyện, xin phép để được đi trong vòng 7 ngày. Thì vòng 7 ngày như vậy á, thì 77 74 là 28, tức là một tháng á, có 4 ngày để cho vị này phải có mặt trong trong chùa. Tức là Ngọc Đạt năm nay thì có những vị thượng tọa và trụ trì của một cái thiền viện ở tại Long Khánh nhập vì công việc của chùa, mà vị đó phải về đây trong 4 lần một tháng, tức là coi như phải về đây rồi sám hối rồi nguyện hạ rồi đi. Như vậy thì chúng tôi ở đây là một tháng có 4 ngày, một tháng có 4 ngày phải Bồ Tát, phải sám hối, phải tăng sự. Thì quý vị thấy rằng có những lúc mà vào giờ của Ngài Pháp Thanh, vào giờ của Huynh Kinh, vào giờ của Huynh Pháp Hữu hay là Ngài vân vân, thì chúng tôi cảm thấy rằng rất là sung sướng. Nhưng mà cái ngày hôm nay là cái ngày mà kẹt giờ của chúng tôi, chúng tôi cũng phải không thể coi như là vì quý vị để rồi tăng sự chúng tôi không được thành tựu. Cho nên quý vị quan hệ ha. Thì cái vấn đề tổng hạ là một cái vấn đề mình nhập hạ một cái nơi nào đó thì phải có trách nhiệm và có bổn phận. Nhưng mà vì công việc của mình cũng giống như quý vị là cơm áo gạo tiền vân vân, thì vì kinh tế mà quý vị có thể đi làm ở xa hoặc là một tuần mới về nhà một lần, thì ở đây cũng vậy. Thì cái vị này phải trình diện, phải có mặt, tức là trong một tuần như vậy phải có mặt một ngày. Chứ nếu mà coi như tới ngày thứ 8 mà không thấy mặt là coi như vị này là đức bóng áo quen đức hạ. Đức hạ tức là 3 tháng trôi qua mình còn không thêm được một tuổi. Ở thế gian thì Tết đến thì mình thêm được một tuổi. Rồi nói vậy mà cũng có ý kiến hay còn nữa hả? Rồi lên. Trước hết con xin kính chào sư chí đức, các sư và các cô tư nữ cùng quý vị Phật tử. Con cảm ơn sư trước. Sư con muốn hỏi sư chứ. Vậy mấy ông sư đó, ổng xin tùng hạ, tùng hạ gì đó hay là nhập hạ đó trong chùa của sư đó, ổng hồi nào giờ ổng không, mấy ông này không có trong chùa của sư phải không? Ổng vô trong chùa của sư, ổng nhập hạ trong năm nay, thì cái phận sự của mấy ông sư mà tùng hạ này đó, ổng mỗi ngày ổng làm cái gì sư? Là còn sư phải cho người, có người cũng Phật tử cúng dường cho ổng ăn ngày hai bữa giống vậy ông sư. Rồi ổng có được quyền đi phép 7 ngày, ổng có quyền vắng mặt 7 ngày trong một tháng. Trong cái thời gian mà ổng tùng hạ nhập hạ này đó, thì ổng có quyền lên YouTube hay lên Pao Thoát ổng học, ổng nói chuyện với ông sư, hay là ổng mấy ông sư vô ở trong chùa của sư thì mỗi ngày ông sư làm cái gì với cái gì vậy sư? Sư cho con biết sư, con xin cảm ơn sư ạ. Alo, chị Kim ơi, nó nhỏ nhỏ. Có nút được mở trong room này nè. Có vô đây học chứ không phải không đâu. Nó to quá, và chừng bé mánh nghe không? Người ta vẫn sinh hoạt Phật Pháp thường xuyên. Chứ không phải nói là tu là coi như là
giống như tam tình nhục, không nghe, không thấy, không nghi ngờ, không phải đâu. Tức là người ta vẫn sinh hoạt về Phật Pháp, vẫn vô trong cái room này sinh hoạt thường xuyên. Nhưng mà Thiết Kim đâu biết đâu, nó là hoàng phù mỏ vợ ha. Tức là bây giờ cái chuyện quan trọng á, là bây giờ hôm nay là quý vị rất là thành công ha, nên là học cái câu pháp cú này, Sittina này ha, những cái vị mới mới này ha, lên sinh hoạt đọc rất là chuẩn, nên là cầm được micro là thấy thành công rồi. Quý vị đã thành công trong cái vấn đề sinh hoạt, mặc dù chúng tôi bận công việc ha. Nhưng mà xuống đây á, thấy trầu ngựa cái số lượng hôm nay mười mấy người lên tham gia chiến đấu này ha. Rồi có hai vị chơi hụi này, tức là Siết Hà, Siết Mấy Ta này ha. Thế Khoan tới hụi, hốt hụi rồi giọt luôn nè. Rồi, quá là tuyệt vời. Thì bây giờ Thiết Kim thắc mắc, thời gian cũng còn rảnh rỗi chút ha. Hôm nay không nói về duyên sự, hôm nay không nói về tự vận, mà thời gian ngắn quá cho nên trả lời Thiết Kim là tu tập vẫn là tu tập, nhưng mà theo cái hạ lạc á, theo pháp hành á, thì tới mùa an cư và kiếm một gốc cây, một ngôi nhà trống, hoặc là mình có tự viện, có chùa, có chiền rồi, nhưng mà muốn tổng hạ, tức là nương theo để mà tu tập. Tăng mà ly chúng là tăng tàn, hổ ly sơn là hổ bại. Cho nên một chúa Sơn Lâm mà coi như rời khỏi khu rừng xuống đồng bằng thì mấy con chó nó cũng coi thường, nhào vô nó tấn công. Nhưng mà khi mà ở trong rừng á, con cọp đó là chúa, là vua, nhưng mà khi xuống đồng bằng là mấy con chó là nó chơi liền à, nó khi dễ. Thì bây giờ mình là một vị trụ trì, mình là một vị trưởng lão, nhưng mà sống một mình á, trừ ra cái hành đầu đà ha, pháp hành. Còn mà theo pháp học mà đã là trụ trì á, xin lỗi, cổ đế, quý vị biết cổ đế là sao? Công việc là một mà, chi phối hội chúng này, chi phối rồi ngủ nghỉ không có giờ giấc, ba cái pháp thối đọa này làm cho ông trụ trì đi xuống chứ không có đi lên, đi xuống chứ không có đi lên, tức là tại vì không có thời gian để tu tập, mà chính không có thời gian tu tập cho nên mình phải kiếm một chỗ để nương nhờ. Tức là bây giờ có ai tới đây á, hay là Siết Kim á, về Việt Nam đi, giao cho cái này làm trụ trì đi, giao Ngọc Đạt này làm trụ trì đi, rồi khi đó mới thấy cổ đế là thế nào. Thì bây giờ có một nơi để nương nhờ, để tu tập, thì cái đó gọi là tổng hạ trong 3 tháng. Trong 3 tháng phải theo quy luật, phải có mặt thường xuyên. Nếu mà hữu sự thì có thể đi trong vòng vì công việc gì giải quyết, phải có mặt ở chùa, phải có mặt ở chùa. Thì đó là cái luật nghi của cái vấn đề mà an cư kiết hạ. Bởi vì đây là một điều mà Đức Phật cho phép, chứ không phải là mình bịa đặt ra. Anuchana mipitowe vutsang vatsang. Không quay mất tiêu rồi. Tức là Đức Phật cho phép rằng cho các vị tỳ kheo được an cư kiết hạ, và sau khi an cư kiết hạ xong á, thì sẽ nhận được 5 quả báo. Thì Đức Phật cho phép, luật nghi cho phép như vậy. Thì bây giờ Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà giáo pháp của Ngài là thầy của chúng ta. Cái câu mà Ngài Ananda thắc mắc á, bây giờ có Đức Phật, mình nương nhờ Đức Phật, nhưng mà khi mà Ngài nhập diệt rồi thì mình lấy ai làm thầy?
Đức Phật cho biết rằng Yogo Anandamaya Thammo Chathesito Banyato Sogo Mamat Chathena Sattha. Này Ananda, sau khi mà Như Lai nhập diệt rồi á, kinh và luật nào Như Lai đã thuyết giảng, chính kinh và luật đó là thầy của các người. Thì như vậy giáo pháp mà Đức Phật để lại cho chúng ta là thầy của chúng ta. Thì bây giờ trong luật nghi đã cho phép như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta phải y cứ phục hành, chứ không phải nói ô ông Phật nói hồi 2500 hồi đó, bây giờ là cú rít rồi, nó không hợp thời. Xin lỗi, chân lý là chân lý, chứ không phải chân lý là tai lý. Sự thật là sự thật. Thì bây giờ dầu cả ngàn năm xa cách, nhưng mà sự thật đó vẫn là sự thật của tập diệt đạo, vô thường, của não, vô ngã. Đó là những thường tướng, đó là những sự thật mà hồi xưa làm sao bây giờ cũng vậy. Cho nên những cái điều mà Đức Phật đã ban hành thì chúng ta nên y cứ phục hành theo đó mà làm. Alo, chào Sức Càng Kim Dung hết nghe rồi bỏ chạy ha. Sức Hành Kim cũng hết nghe hả? Sức Xuất Á cũng hết nghe sao? Hết nghe thì bây giờ mình chấm dứt với gì nữa? Còn ai thắc mắc gì không? Còn nghe hả? Từ có phải các quỷ đã phải chọn gì? Phải chọn chú sự. Alo, Huynh Giang Nhật Hà ơi, cầm cái micro đi, cái chữ nhỏ xíu coi, muốn đuôi mắt rồi nè, mang kính cận mà là cũng thấy thấy đường rồi nè. Huynh Giang Nhật Hà, cầm micro đi, nói cho nó chữ bự nè. Đó phải các vị đó phải chọn chú sư, có vị sư cả cao hạ hơn mới được. Cái điều này có lý á, bởi vì trong các vấn đề nương nhờ có năm vị thầy để cho chúng ta hướng tâm để tu tập. Vị thầy cho chúng ta xuất gia sa di là một ha, vị thầy cho chúng ta tu tỳ khưu là hai ha, vị thầy nương nhờ là ba ha, vị thầy giải pháp là bốn ha, vị thầy giáo giới là năm ha. Thì trong năm vị thầy này ha, nếu mà đã xuất gia rồi thì xuất gia nếu mà tu sa di phải ở với thầy tổ trọn đời, xuất gia tỳ khưu thì phải ở với vị thầy đó 5 năm để học phải về kinh nghiệm giới luật ha. Rồi những vị nào mà cảm thấy mình yếu kém gì đó thì phải kiếm một cái vị nào để học đạo, ví dụ học về vi diệu pháp, học về kinh, học về luật, thì đó là vị thầy dạy pháp. Còn bây giờ mình cảm thấy rằng mình muốn chọn một vị nào để nương nhờ nơi cái đức hạnh, nơi cái đức hạnh, nơi cái cây cao bóng mát của vị đó, thì đó là cái vị thầy nương nhờ. Hoặc nương nhờ ở đây có nghĩa là nương nhờ vào trú xứ, chỗ ở này, mình xin ở nơi đó để mình đi học, mình xin ở nơi đó để học về đạo, hoặc là học về đời, hoặc là học nơi những vị trưởng lão ở tại đó. Thì cái vấn đề nương nhờ có nhiều cái vấn đề nương nhờ, nương nhờ về vật chất, nương nhờ về tinh thần ha. Thì những vị mà đạo cao đức trọng á, thì mình tới gần các vị đó mình cũng cảm thấy nó mát mẻ, mát mẻ. Rồi mình học cái hạnh của các vị đó. Chúng tôi thỉnh thoảng qua bên chùa Đà Quang học mà ngài Tịnh Đức ngài đâu có dạy đâu, thì mình phải nương theo ngài để coi cái hạnh của ngài thế nào. Thì mình học, không phải học trên cái chữ nghĩa mà học trên cái vấn đề đức hạnh của ngài, sự khiêm cung, sự bình dân của ngài, rồi cái sự ứng xử của ngài, rồi giới hạnh của ngài, vân vân. Đi qua
qua Mỹ một thời gian, nhưng mà rồi coi như là chẳng học được cái gì hết, chẳng học được cái gì hết. Nghĩa là cốt khỉ vẫn hoàn, cốt khỉ về đây vẫn bị người ta chửi như thường. Thôi quý vị thông cảm ha. Đang dốc một chút, giờ mà cũng hết giờ rồi, qua nghỉ quá. Câu Phật ngôn này sẽ giải quyết trong ngày tới, tức là về duyên sự ha. Về duyên sự là một à, rồi về tiểu vận là hai, rồi chúng ta có thời gian để mà coi như triển khai ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Trước tiên là tán thán công đức của quý vị, tinh thần học hỏi của quý vị rất là tuyệt vời. Nghĩa là chúng tôi vắng mặt nhưng mà quý vị vẫn hoàn tất chương trình, nghĩa là làm cho đạo tràng rất là sôi nổi, và quý vị tiến bộ rất là nhiều, từ những ở vị cũ cho tới những vị mới. Nhưng mà cái vị cũ này chúng tôi muốn nhắc nhở, cái nick mà tịnh tâm 924-2020 á, cái nick này không được tịnh tâm ha, không được tịnh tâm, đọc tùm lum tà la để người ta chát lên, thấy cũng hơi quê nhé. Đó là cũng hơi nick tịnh tâm này là cái nick mà người đã sinh hoạt rồi, đã vô rum cũng lâu rồi chứ không phải là mới nha. Nhưng mà cái tâm chưa tịnh, cố gắng cho nó tịnh đi ha. Rồi buổi sinh hoạt chúng ta đến đây xin được kết thúc. Cái gì trời ơi, bị la vậy mà cũng chữa cũng giả thư sư nữa chứ. Vui ha. Rồi xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hành bố thí và tâm thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sa cha quá chê na so tu bố phô đủ sa bà đà. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư ca Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.